xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến clip mình. Mình là Khang An TV. Hôm nay mình sẽ làm tòa tháp rất là cao luôn nha. Trước khi vào video thì cho mình một like và một share và nhớ subscribe đăng ký mình nhé. Và bấm một cái chuông và mọi người sẽ nhận được thông báo mới nhất và xem clip của mình. Đây là em mình là người sẽ hỗ trợ mình trong khi mình đang xếp. Bắt đầu vào clip nha mọi người. Okay, mình sẽ này khó làm lắm nha, làm nhẹ nhẹ tay á, không tắt mạnh tay là nó gớt đó. Ui ui. Gớt. Đừng. Ok, sẽ để cho nó thăng bằng. Ok, đưa đây. Đừng có gáp, anh hãy gáp. Ok, để nó qua bên đây nè. Ok, nhẹ nhẹ tay thôi nè. Ok. Chắc mình thấy xếp rất là nhanh nên chắc clip này ngắn quá. Sau cái này thì mình sẽ giới thiệu thành viên trong gia đình mình. Nhưng mà mẹ mình không quay đâu. Rồi ok. Clip này bắt đầu là nó ngắn lại rồi. Nó ngắn lắm. Đó. Ok. Bình thường là mình làm tới 10 tiếng. Bây giờ hôm nay mình gặp ăn hên nên mình làm được có 5 phút, có 5 giây là xong rồi. Tiếng thì đã xong. Mình không gớt, lấy thêm cái nắp nữa. Cái nắp cuối cùng đụng vô thì nó gớt. Nếu rồi mình cái nắp đầu tiên cũng gớt nên mình sẽ không gắn nắp vì cho nó mất thời gian của mọi người. Ok, thì clip đây cũng đã dài rồi nha. Suka, bye bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye.